tình hình tuyển dụng tuần 3 tháng 9 năm 2023. So với tuần 2 tháng 9, tổng nhu cầu tuyển dụng thị trường tuần vừa qua tăng nhẹ trở lại gần 100 vị trí, hiện tuyển khoảng 1.300 nhân sự trên khắp cả nước Việt Nam. Nhìn chung, tuần vừa qua, các nhóm ngành hàng như ngân hàng, bất động sản và bán lẻ tăng mạnh so với đợt giảm trước đó. Tuy vẫn có một số nhóm ngành giảm nhưng giảm không đáng kể, riêng chỉ có F&B là có sự giảm rõ rệt trong tuần vừa qua. Cụ thể, tuần vừa qua, ngành công nghệ thông tin có IT và software vẫn tiếp tục giảm nhẹ, với IT cần tuyển 241 nhân sự và software còn 161 vị trí trống. Điểm sáng duy nhất trong đây là nhóm ngành Internet tăng 3 vị trí, hiện tuyển 170 nhân sự. Cơ hội việc làm tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh với tổng khoảng 144 vị trí cần tuyển. Trong đó, cả 3 nhóm ngành đều ưu tiên tuyển dụng nhiều nhất ở Middle Senior Level, tiếp đến là Entry Level, đối với IT và software và ở Associate Level, đối với Internet. Nhìn chung, ngành tài chính, ngân hàng có tiến triển khả quan hơn sau đợt giảm vừa rồi. Trong đó, nhóm ngành ngân hàng tăng mạnh 17 vị trí với tổng vị trí hiện tuyển là 110. Nhóm ngành tài chính tuy không tăng nhiều nhưng vẫn nhỉnh hơn tuần trước một chút, hiện cần 74 nhân sự. Riêng nhóm ngành bảo hiểm giảm nhẹ chỉ còn 22 vị trí cần tuyển. Cơ hội việc làm của nhóm ngành ngân hàng sẽ tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, còn nhóm ngành tài chính và bảo hiểm sẽ tập trung tại Hà Nội. Đồng thời, cả 3 nhóm ngành đều ưu tiên tuyển dụng Middle Senior Level. Cả 2 nhóm ngành bất động sản và xây dựng bắt đầu tăng trở lại, với bất động sản tăng nhiều nhất cần tuyển 21 nhân sự, kể đến là xây dựng hiện tuyển 14 vị trí. Tuy nhiên, bất động sản thương mại lại có dấu hiệu giảm nhẹ khi chỉ còn tuyển 3 vị trí trống. Đa phần cơ hội việc làm sẽ tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả 3 nhóm ngành đều cần tập trung tuyển dụng ở vị trí Middle Senior Level. Tổng quan F&B và Food Production tuần vừa qua đang bị giảm so với đợt tăng trước đó. Cụ thể, F&B cần tuyển 50 vị trí và Food Production cần 44 nhân sự, tập trung cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh với tổng 34 vị trí. Trong đó, vị trí cần tuyển nhiều nhất là Middle Senior Level. Trong tuần vừa qua, cả 4 nhóm ngành gồm bán lẻ, tiêu dùng, điện tử tiêu dùng và thời trang có dấu hiệu khởi sắc, tăng trưởng tốt trở lại. Cụ thể, bán lẻ hiện tuyển 84 vị trí, ngành hàng tiêu dùng cần 70 nhân sự, điện tử tiêu dùng tuyển 34 nhân sự và thời trang cần tuyển 29 vị trí. Ngoài trừ nhóm ngành điện tử tiêu dùng có cơ hội việc làm tập trung ở Hà Nội, các nhóm ngành còn lại ưu tiên tuyển dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả 4 nhóm ngành đều cần tập trung tuyển dụng ở vị trí Middle Senior Level,